Không để tất cả các thí sinh phải chờ đợi lâu nữa, ban tổ chức của chúng tôi xin được tuyên bố giải thí sinh mặc áo dài đẹp nhất. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 01 Cao Thị Tâm. Xin này mời hãy bước lên. Và thí sinh, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời bà Võ Thị Dung, đại diện Nha khoa Hoàng Dung sẽ lên trao phần thưởng dành cho thí sinh mặc áo dài đẹp nhất của hội thi hôm nay. Xin quý vị cho một tràng vào tay để chúc mừng thí sinh mang số báo danh 01 Cao Thị Tâm. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời bà Võ Thị Dung ạ, đến từ Trung tâm Nha khoa Hoàng Dung sẽ trao cái giải thưởng người mặc áo dài đẹp nhất hội thi. Xin mời ban tổ chức ạ. Vâng, đây là giây phút tăng hoa và tỏa sáng của thí sinh số báo danh 01 Cao Thị Tâm đã được bình chọn là thí sinh mặc áo dài duyên dáng và đẹp nhất của hội thi vòng chung kết người đẹp Đền Đức Hoàng năm 2018. Hy vọng rằng bằng cái danh hiệu này thì thí sinh sẽ luôn tỏa sáng với bước tà áo dài tuyết tà và xứng đáng với niềm tin và gửi gắm của toàn thể quý vị, đặc biệt là ban giám khảo trong hội thi ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng thí sinh Cao Thị Tâm mang số báo danh 01. Và xin quý vị cho một tràng pháo tay nữa đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn thí sinh bằng số báo danh 01 và bà Võ Thị Dung. Và phần trình diễn năng khiếu hay nhất chúng ta sẽ dành cho số báo danh 09 Nguyễn Thị Loan. Vâng, xin được chúc mừng thí sinh số báo danh 09 Nguyễn Thị Loan là thí sinh có màn trình diễn năng khiếu hay nhất. Xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Khắc Bằng, Phó Bí thư Huyện đoàn, chúng ta sẽ lên trao phần thưởng cho thí sinh có màn năng khiếu hay nhất, ấn tượng nhất. Xin được trân trọng kính mời. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 09 Nguyễn Thị Loan đã giành phần thưởng đó là có mặt năng khiếu hay và ấn tượng nhất của hội thi. Xin quý vị cho một tràng vào tay để chúc mừng và xin cảm ơn thí sinh mang số báo danh 09 và anh Nguyễn Khắc Bằng. Và chúng ta đến với một giải nữa, đó là giải thí sinh có nụ cười đẹp nhất. Sẽ là ai đấy ạ? Thí sinh mang số báo danh 04. Vâng, xin chúc mừng thí sinh Đinh Thị Kim Anh là người có nụ cười đẹp nhất. Và xin được trân trọng kính mời bà Võ Thị Dung đến từ Trung tâm Nha khoa Hoàng Dung sẽ lên trao cái phần thưởng cao quý người có nụ cười tỏa sáng và đẹp nhất trong hội thi ngày hôm nay. Và ngay từ lúc đầu thì thí sinh cũng đã thể hiện một nụ cười rạng ngời mà có lẽ không qua được ánh mắt rất là sắc sảo, rất là chuyên môn của Nha khoa Hoàng Dung. Và đây là một sự khẳng định và rất hồi hộp để chúng ta chờ đợi giải nhất, nhì, ba là những giải sẽ tăng quang trong buổi tối hôm nay. Buổi tối hôm nay rất hồi hộp. Anh Tuấn có vẻ rất là căng thẳng. Vâng, rất là căng thẳng, rất là hồi hộp. tim tôi cũng đang rộn lên, bởi sẽ là vinh danh, sướng danh những người đẹp nhất trong kỳ thi ngày hôm nay. Và chúng ta đến với hai giải ba. Hai giải ba xin chúc mừng các thí sinh có mang số báo danh như sau. Và sau khi anh Tuấn xướng tên thì mời các thí sinh chúng ta hãy bước lên phía trên một bước. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh không mấy ạ, 07, đúng rồi ạ. Xin chúc mừng thí sinh ạ. Chúng ta hãy bước lên. Và thí sinh tiếp theo đồng giải ba, một thí sinh này cũng hơi quen quen đấy ạ. Thí sinh mang số báo danh bao nhiêu? 09 thì đúng là 09 đấy, đứng lên. Xin được chúc mừng. Như vậy là khán giả cùng với ban giám khảo cũng đã có những cái đánh giá rất là công tâm, đúng không ạ? Chưa xướng tên mà khán giả là hô là 09 và đúng như ý kiến của ban giám khảo đã anh chọn. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời anh Trần Thế Anh, bí thư đoàn xã Phúc Thành lên trao giải ba cho hai thí sinh. Và mời hai thí sinh chúng ta hãy lên phía trên một bước tí nữa. Số báo danh 07 và số báo danh 09 đã đồng giải ba người đẹp Đền Đức Hoàng năm 2018. Đây là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời nữ sinh của tất cả các thí sinh đã trở về với hội thi hôm nay. Bằng sự năng động, sáng tạo và tự tin của mình, các thí sinh đã thể hiện hết mình trên sân khấu và được thành quả như hôm nay. Đó là một sự đáp đền bởi sự năng động, sáng tạo cũng như đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau trong hội thi. Xin được chúc mừng hai thí sinh mang số báo danh 07 và 09. Xin được cảm ơn anh Trần Thế Anh. Và sẽ là giải nhì. Giải nhì thuộc về thí sinh mang số báo danh bao nhiêu đây? Giải nhất, giải nhì ạ. Giải nhất, giải nhì thì 4 thí sinh còn lại thì chúng ta đã có được 2 thí sinh rồi, đúng không ạ? Thì còn 2 thí sinh nữa thôi là số báo danh 04 và số báo danh 12. Vậy ai sẽ là người đăng quang người đẹp Đền Đức Hoàng 2018 năm nay đây? Xin được công bố người đăng quang người đẹp Đền Đức Hoàng năm 2018, thí sinh có tổng số báo danh bằng 3. Bao nhiêu? Vâng, đó là số báo danh 12. Xin chúc mừng. Và thí sinh còn lại số báo danh 04 là người về giải nhì. Vâng, đây là người đăng quang của người đẹp Đền Đức Hoàng 2018. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Dũng. Ông Nguyễn Trọng Dũng, bí thư đảng ủy, quyền chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phúc Thành lên trao giải nhất cho thí sinh. Vâng ạ, xin quý vị cho một tràng vào tay đã để chúc mừng sự đăng quang của thí sinh mang số báo danh 12. Thí sinh đã vượt qua những cái khó khăn cũng như những bậc cảm xúc để trở về với hội thi. Và đến nay là sự đăng quang. Và xin mời thí sinh mang số báo danh 04, chúng ta cùng hãy bước lên. Và xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Văn Quyết, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phúc Thành lên trao giải nhì cho thí sinh. Thưa quý vị, như vậy là sau một thời gian chúng ta miệt mài, ban giám khảo rất là đau đầu để chọn ra những thí sinh xuất sắc, đặc biệt là các thí sinh đã miệt mài trong một quá trình vượt qua vòng loại thì đã trở về với vòng chung kết. Đền Đức Hoàng, người đẹp Đền Đức Hoàng năm 2018 đến giờ phút này có thể nói là đã thành công tốt đẹp, và chúng ta đã chọn được người để xướng tên và vinh danh trong buổi tối ngày hôm nay, chính là thí sinh mang số báo danh 12, thí sinh mang số báo danh 04, thí sinh mang số báo danh 07, thí sinh mang số báo danh 09. Đó là niềm tự hào và chắc chắn rằng các bạn sẽ phấn đấu rất là nhiều để nỗ lực thực hiện những ước mơ dự định của các bạn. Và cảm ơn toàn thể bà con nhân dân, toàn thể quý vị chúng ta đã đến đây để cổ vũ, để góp phần cho hội thi thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong hội thi người đẹp Đền Đức Hoàng năm 2019. MC Anh Tuấn, Phương Thúy xin chân thành cảm ơn và tạm biệt những vị khách đã trở về với chương trình người đẹp Đền Đức Hoàng của buổi tối nay. Xin được cảm ơn và cảm ơn rất nhiều.